Mary và Trấn Thành, ghé shop của Mary Giang. Rồi, xin mời các bạn nhào vô. Hello chị Harry. Hello con Vinh. Harry, cái này cũng bận được Harry. Cái này nó đẹp quá. Đâu, nhưng mà Harry đứng trên sân khấu diễn đẹp mà. Trời ơi, thấy vậy chứ lên sân khấu đẹp à. Có màu đen đó. Nè. Nè. Đó, cái này được hết rồi. Đó, Harry. Harry lấy cái này đi, chị tặng Harry cái này. Hay thử vậy. Vô đây Harry. Dạ, nói chung là bữa nay vợ chồng em ghé shop chị Lê Giang, dạ, để mua đồ, coi như là ủng hộ người nhà. Rồi sao cả nhà, đâu rồi? Ai rảnh ra đi chơi? 332 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Qua gặp bà chủ nào mà cái mặt đẹp tự nhiên là biết bà Lê Giang nha. Cái mặt đẹp tự nhiên. Đây, Âu Á các loài. Đây, đây là bà chủ. Hello cả nhà. Đẹp tự nhiên, thiên nhiên chừa lại có một người. Coi như là hôm nay là vui quá à. Em trai tới shop của chị Lê Giang. Nói nhìn nhìn vô ông kính nhìn đầu dưới chân không vậy? Tại vì cái mặt chưa có làm được, mới làm con nữa mà nó tới shop rồi, cho nên quấn cái môi lên liền vậy đó. Cái mặt làm con nữa à? Bởi vì có cái màu bánh ướt á. Chưa, để từ từ đẹp. Để cho nó ăn phấn vô là nó sẽ đẹp đó. Từ từ. Bất ngờ quá mà. Từ đây đến khoảng 3 giờ chiều ăn phấn. Giờ 1 giờ. Trời ơi, 16 ngàn người coi đó. Trời ơi, cái gì mà vô lẹ vậy cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, trời ơi, cái gì đâu mà quá trời người luôn vậy đó. Nếu như ai muốn gặp chị Lê Giang Trấn Thành ngay bây giờ, hãy tràn tới 332 Lý Thái Tổ liền tay. Từ đây tới tối chúng tôi sẽ nhận 1000 khách. Không có chỗ đứng luôn. Không có chỗ đứng. Ai tới đây xếp hàng, chúng tôi sẽ phát quầy bán vé, gặp gỡ, yêu thương, ôm hôn thân thiết. Trời ơi. Bữa nay hàng mới về, tôi sắp nè Harry, nè Harry bận này đúng. Cũng đẹp nè. Lộng lẫy ghê không? Đó. Lộng lẫy à, lộng lẫy. Harry ơi, đó. Đây. Đó. Người mẫu mới ra. Ê, cái lưng đẹp nha. Nha. Đó, đẹp cái này chịu. Này. Sang. Nè Harry. Thôi được rồi má, búa quà. Một vòng thôi. Harry bận mấy cái này đi hát luôn. Vô thử cho chị. Thử đi, cái này cũng đẹp á em, thử đi. Đẹp em. Không, cái này thấy được á, cái này thử được á. Em à, Trời ơi, trời ơi trời. Tôi không ngờ cái số người mà nó lên như vậy quá trời. 23.000 người coi rồi đó. Cảm ơn những cái tình thương của khán giả đã dành cho Trấn Thành và Lê Giang và Harry Won trong trưa nay. Trong trưa nay thôi à. Chiều hết thương. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xin lỗi cái văn em nó chỉ tới đó thôi, mọi người thông cảm. Dạ. Nè con cầm luôn cho chú Thành đi con. Sao đâu, không sao đâu, được đây, đây anh coi nè. Đó quý vị, dài dép miêu miêu nè, thành miêu miêu bụng miêu miêu. Miêu miêu đó, miêu mà, miêu rồi miêu miêu này mà trát thì miêu chứ không phải miêu lê hả. Lên đầu ngoại con lên đầu đó, đó đó dài Michael Jackson thành Michael Jackson đây. Michael Jackson à, hộp quá, hộp hộp quá và hộp luôn đó, hộp quá LV Chanel. LV Chanel Dì Kèo ơi, đừng có đầu sữa nữa, trời ơi. Đừng đầu sữa để mẹ la chú. Bán buồn mà bây giờ bú quá. Cho con bú. Con nó đòi bú. Trời đất ơi. Không hiểu nổi luôn. Từ người xem luôn. Hỏi Harry bật cái áo gì đẹp không kìa. Rồi. Đây hàng mới về. Đâu rồi heo. Em khổ quá mà. Chứ là sáng sớm em mới ra đây là đó, khổ lắm quý vị. Cái đầu như con dòi vậy thì cũng hiểu sao. Mọi người coi được không? Coi được mà, đâu có đứng mình đâu. Dạo này sáng em nghe nói mạng nó yếu, 3G nó bị hụt hẫn đó. Rồi cũng không biết làm sao, nhưng mà bây giờ thấy đó, là 3G nó dạy em kìa. Đâu đâu, đây có người mẫu. Cái này kéo phía sau giùm em. Sao nó không có hai cái miếng này nó đẹp hơn? Cái nào? Kéo phía sau giùm em. Cái này dễ dữ rồi. Đây, để ra sau lưng luôn mới đẹp. Chơi gì kỳ vậy? Đó.
đi với chị mới đẹp thôi anh. À vậy hả? Trời đất ơi, người ta vậy đó. Đẹp Harry ơi, đẹp Harry. Thôi dạ, không được. Nhưng phải bóp lại. Bóp lại. Hơi bị rộng. Hơi bị rộng. Tao quay bóp hết rồi. Bóp hết cỡ kìa. Đó. Ê, nhảy quá. Tình chưa uống nhưng lòng đã phải để chưa đến xin phải được ai. Trưa nay có hai con điên tới sớm. Trưa nay có hai con điên tới sớm. Trời ơi. Mọi người ơi, tới 332 đi thấy tổ liền tay. Ủa nó rộng quá nè. Rộng, rộng lắm luôn á. Cái này được hơn nhưng rộng luôn. Cái này rộng. Cái này là cỡ trình size chị Lê Giang bận. Ừ. Mà cái này đẹp nè, cái phía trên này đẹp nè. Ừ. Nè. Mà nó rộng màu xanh nhưng mà nó hơi rộng, nó rộng. Nó sẽ S à. Sẽ S à, wow. Harry là XS luôn á. Wow. Trời ơi, Harry ốm. Em mặc cái này đang nghĩ như nè, cắt ngắn lên nó mới đẹp. Cắt ngắn. Đây. Đã vậy hả? Đó. Cắt ngắn lên có hình trái tim đó. Ngắn hơn. Ngắn hơn đúng. Sáng lên em, sáng lên, sáng lên. Chúng tôi là designer. Đó, đem bây giờ làm đây. Thử đồ. Đây. Đó, vậy nó mới đẹp nè. Đó, đó, đúng rồi. Tình chưa uống nghe tình nắng cay. Tình không, vậy đẹp phải không? Nhưng mà ai cắt được? Cắt thì dễ mà, đâu có dễ đâu. Cắt thì ra bỏ tiệm cắt. Uổng cái mớ hột. Đó, mà lại cây gì đẹp hơn không? Đẹp hơn. Thấy chưa? Đẹp hơn. Đúng không? Đi rồi, chụp, đi chụp. Vậy sao? Đẹp quá. Đẹp quá, cái này lại nè. Đẹp phú hồn nha. Ê đừng giỡn nha, cái này đẹp, đẹp nha. Ê ngon à, lên sân khấu diễn ngon à. Này đẹp, lên sân khấu đẹp á. Này lên sân khấu đẹp á. Bóp lại xíu nữa. Kêu cắt rồi bóp lại. Cắt không thì kêu cắt. Dạ phải cắt. Cắt rồi bóp lại. Đi được nha. Cái này mấy trăm triệu. Cái này được nha. Trời ơi, vui hưởng cái Harry mang dài dữ. Dài hả? Harry mang đi dài, Michael Jackson á. Có cái đầu này cưng này dép nè, dép chứ hát à. Trời ơi, tao nói buổi sáng sớm tinh sương là tao nói kè vô cái gì? Đồ cưng quá, heo mang đôi này cưng quá. Mang bộ đồ mang là dài thế đó. Đó bằng cái đầm này mang đôi dép này nhìn cưng nè, đó. Giang hồ chợ cải đâu phải mặc rồi vậy đó. Trời ơi, 32.000 người, trời mặt em đẹp quá. Đẹp tự nhiên. Phấn ngắm dần rồi đó. À, từ từ nè, ngắm dần nè, mặt đẹp nè. Đó, sau 5 phút rồi đó. Sáng sơn. Chị tôi cận mặt đẹp quá. Cái này chừng. Được nè. Cho cả nhà. Cái này đi sửa là đẹp đó. Cắt ngắn rồi. Cắt ngắn rồi thì em làm cho nó vậy nè. Đúng rồi, không sang á. Nè, bóp cả cái này chút xíu. Bóp, đúng bóp, rồi, bóp, đúng rồi, bóp hết toàn mượn vậy đó. 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 Em nghĩ được. Để chị kêu cắt cho. Thưa quý vị, đây là Lê Giang Fashion Week. Hello. Designer Lê Giang from Australia. Yeah. How are you today? Yeah. Welcome the Lê Giang shop. And everyone come here shop 332 Lý Khai Tô. Ý nó nói tôi cũng bình thường đó. Mày chỉ gì mẹ mày chọi chửi xéo tao à. Dạ thưa quý vị, chị em tôi được cái thương yêu nhau, cái đụng chuyện là ba chữ thôi vậy thôi. Đó. Mà mấy cái này Harry bận đẹp mà rộng á. Tại vì Harry rộng quá. Dạ thưa quý vị, shop này đa số là size của bà Lê Giang. Nên ai mà hiện nay cái nịch bụng mà không được á, hồn không? Cái này cũng được cái này. Rộng quá. Size M không cái này à. Cái size XL. Ừ. Rộng lắm luôn á. Ờ Harry cái này chắc vừa cưng này Harry. Cái này cũng được, thử đi Harry, cái này đẹp nè Harry. Cái này khỏi cắt luôn, cái này vừa luôn đó. Cũng phải bớt một tí, bảo đảm. Không, nhưng mà cái này chắc vừa. Cưng. Nó xe mờ. Miu miu. Giá thêm miu á. Giá thêm miu. Miu miu còn dài nào có miu lê. Miu lê. Đó. Dạ, LV. LV. Gucci. Chào em. Đây, đây, đây chị làm. Làm gì mà. Thưa quý vị, là coi như là hiện nay là chúng tôi đang tọa lạc trên địa chỉ số 332 đường Lý Thái Tổ, quận nhất, ngay chỗ gần nhà hàng Sinh Đôi, quận 3, xin lỗi, cái chỗ mà ngay cái cây xăng của Bùng Binh Lý Thái Tổ đó. Đó, còn nếu mà quý vị đi từ cái hướng kia là đi từ nhà hàng Sinh Đôi, chạy lên chút xíu, gần chỗ cây xăng là ra tới chỗ này. Ở đây có mấy cái ốp điện thoại nó cũng vui nè, đó, kênh không?
đó, đây nè mấy cái ốp điện thoại nè đó, cưng à cưng à, đây nè có đôi dép lào thấy ghét không, trời đất ơi, đó cái chai xịt rầy nữa. Vui à, cái này là Harry vẫn được không, cái này em nghĩ là cỡ Khả Như, Khả Như không, Khả Như nó bị phỏng rồi quý vị ơi. Ừ. Tội nghiệp con bé. Harry nó bẩn gì được, cái đó là quần lửng đó, áo lửng cưng đó. Em. Đây đẹp hết chưa anh? Fit luôn hả? Ừ, cái này chị nói vừa mà. Đó Harry bận cái này đẹp quá. Rồi. Đẹp lắm Harry. Đó vậy đó đẹp mà. Trời ơi. Được cứ ấy đó, đẹp à. Đẹp à. Đó. Được cứ ấy đó. Có thể sự âm chất thì yêu. Yeah, like tip. Yo. Là yêu một chân. Cha yêu xin yêu. Đó. Anh muốn là bờ tơ, em đã từng chờ đợi, em đã từng chờ đợi. Nhắc cái bài. Không có cái bài. Hơi đó bên cạnh. Bài hát tông khác mà nói. Cái này nữa nè. Mọi nơi là có bên thành có bờ đây là đẹp. Cái này nữa nè Harry. Đẹp quá. Rồng mà cái đó đẹp á. Cái này đẹp á. Cái này đẹp á. Không đẹp, em đẹp nhưng mà nó nói em cái này nóng. Không sửa được, cái này cũng không sửa được. Đi đeo thử nè. Vui nè. Để chọn cái này đẹp nè. Cái đó đẹp á. Thưa quý vị, đây Harry One sau khi đã thử. Đây là người mẫu đã thử tại shop Lê Giang. Vâng, chiếc váy đã được thiết kế một cách tinh xảo và được nhấn ben, chích ben các loại đường hộp. Và hiện nay người mẫu đang rất tinh xoài cánh khéo bóp. Bam 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 bam. Vâng, thưa quý vị, người mẫu vừa chắc là vừa bị sản sau một thời gian hôn mê sâu. Thôi, người mẫu cũng bị sản hả? Bị sản chứ. Trời đây, ơi. Lấy cái đồ bay này nè, ra đây. Đồ bay. Đồ bay. Cái đó cũng vui với em. Cái này dễ nhưng mà cái này là sexy quá vậy. Sexy quá. Không được đâu. Sexy hả? Ủa, cưng cho vợ cưng sexy lắm mà. Sexy vừa thôi chứ sexy quá. Cái đó họ xíu gần hả? Không chịu ạ. Ra đây, cái này nó nguyên bộ đầm nè, ra đây. Dễ thương lắm Harry. Thôi cái đó cưng á. Em ơi cái đó cưng á em ơi. Cái đó là Versace thôi. Nè, Versace nè Harry. Harry thử cái này luôn nè, cái này dễ thương nè. Cái này cũng nó khổ nhiều quá không thích. Không sao đâu. Nói em thích cái gì đó nó che tí. Em thử cái này đi ha. Đó, được á. Áo này ok. Áo này đẹp á. Áo này đi gì ok nè. Ok lắm luôn. Em muốn bóc lại đi. Chứ thôi Harry, chụp cứ mà. Dạ không, cái nách em. Nách lúc đầu bị rộng cái nách. Đây chị kéo cho. Rồi, em trở lại rồi. Đây. Em đã trở lại rồi. Hồi nãy là đang sửa áo. Đang sửa áo cho vợ. Ủa bị xuống hả cưng? Đâu có, xuống chứ. 30. Nãy giờ đứng ngó không thấy đồ không, ta đâu thấy người. Đó, giờ mới thấy nè. Quá trời, hai chị em đẹp quá trời luôn rồi đó. Sáng sớm mặc make up mà cưng cũng đẹp quá Thành. Dạ em cũng được chị. Vui quá mọi người ơi. Tự nhiên là Lê Giang đang đứng ở trong shop mà tự nhiên hai vợ chồng ập. Quỷ tràn về như nước lũ vậy đó. Hai vợ chồng ập vô. Hai đứa trôi vô như hai cái xuồng. Mà không có hai cái xuồng. Đi thẳng vô luôn. Harry xinh quá kìa. Harry xinh quá. Harry bận mấy cái đó được đó. Harry bận ta kêu cơ gian ca giọng cổ một câu cho người ta ca cái nào bây giờ là đây đi ca em cổ đi rồi báo địa chỉ. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường tỏ tiếng lên gió đông xô đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà bán tình ơi đừng hoài băng hồn mỗi nơi chờ hãy gọi tên em trong những chiều sương lạnh khi gánh nhạc bay về cuối nẻo trời xa biển cương lá rơi tu hà anh ơi đường về mịt mù em không đến nơi mấy nước bù cơn lửa bình khóc thay chuyện tâm tình khóc tan riêng em một mình trời ơi biên cương lá rơi tu hà em đang quay về đường 3 tháng 2 ly ân lộc 3 2 đường ly thái tổ ngày xí lê gia mất
6 tờ cho em. 32.